Sợ hãi là đúng rồi. Đúng lần đầu tiên gặp bạn trai á, nên ảnh là mối tình đầu của em á, cho nên là nó nhiều cái cảm xúc nữa. Cô em là mối tình đầu của ảnh. Dạ. Em có phải là mối tình đầu của cổ phải mối tình đầu của em không? Dạ. Trước đó có yêu ai chưa? Dạ yêu thì chưa, nhưng mà cũng có để ý một cô học cùng trường. Cũng có quen cô đó, nhưng mà sau khi mà gặp được cô này thấy dễ thương, dễ mến, nói chuyện là dễ thương, nói chuyện cũng là dễ thương. Ngon hơn. Dạ, là từ đó quyết định là thương cô này theo cô này thôi. Lúc mà phát hiện hai đứa đi uống nước mía rồi phát hiện ảnh nhắn tin với bạn đó rồi em mới giận. Trong điện thoại ảnh luôn là bà xã Nguyên rồi vợ Hương. Em nhớ vậy. Em là bà xã còn kia là vợ. Dạ. Nó cũng đồng hôi thứ. Nó chỉ khác từ ngữ rồi. Bà xã với vợ là đồng hôi thứ luôn á. Rồi sao mà quyết định thì sao? Hay là em có ép ảnh là chọn một trong hai không? Dạ có. Rồi hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thanh Hậu. Em năm nay là 28 tuổi. Em đến từ Tây Ninh. Công việc hiện tại của em là thợ sửa chữa máy cày nông nghiệp. Hai đứa từ Tây Ninh lên đây luôn. Dạ đúng là rất trân trọng. Cảm ơn. Rồi giờ mời em. Dạ, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phan Kim Nguyên, nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là em buôn bán. Buôn bán gì? Bánh tráng hay gì? Dạ không, em bán trong trường học. Rồi nó nghe nè, bây giờ hai đứa yêu nhau như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau nè? Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là lúc đó em có tạo cái nick cho nhỏ bạn để chỉ cho nó cách cua trai trên mạng. Cua trai, chỉ cho cách cua trai. Dạ xong rồi em mới kết bạn với anh này. Em nhắn tin trước, em nhắn tin giùm tại nó không biết. Là em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ đúng rồi. Sao nữa, sao nữa? Dạ xong rồi em mới biết mật khẩu cái nick đó, nói chuyện với anh này đã mến ảnh rồi cho nên là em dành cái nick luôn. Dành luôn á. Nhỏ bạn, bây giờ hai đứa còn chơi chung không? Dạ không. Chắc dần từ cái thuở đó luôn rồi. Rồi sau này nhưng mà em thì sao? Em thấy cô này nhắn tin với mình đó là mình có thích cái cô này qua tin nhắn không? Dạ lúc đầu thì nhắn tin thì nói chuyện rồi cũng hợp ý. Rồi em cứ tưởng đâu là cái bạn mà nhỏ kia. Nhưng mà cái ứng dụng nó có thấy hình nền không? Dạ không, lúc đó chỉ là để nhắn tin thôi chứ không có thấy hình nền. Sau cái vụ đó là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời á, cách đó bao lâu? Dạ hai đứa nói chuyện với nhau trên mạng nó chắc cũng khoảng 2 tháng đến 3 tháng gì đó. Rồi sau đó một ngày đó là cái ngày đám cưới của nhà người thân của bạn này. Thì bạn này mới điện thoại là nó gọi em là đến chơi, đến tham dự đám cưới. Lần đầu tiên mà ra gặp thì thấy cô này nhỏ nhắn, mấy người đâu mà bé xíu mà dễ thương. Thích rồi đó. Dạ thích đúng. Còn em thì sao? À, lần đầu tiên mà dắt anh đi đám cưới là ban đêm đi tiệc trà của ông anh. Cái nhà đó thì lâu quá rồi em quên nhà. Em dắt ảnh đi điên. Đi lộn vô rừng cao su mà. Lúc đó em lại suy nghĩ là hồi vô đây tối thui rồi không biết ông có làm gì mình không. Trong khi em là người dẫn. Dạ nhưng mà em sợ. Ảnh thì suy nghĩ lúc mà quen lâu rồi mới nói là cái lần đầu tiên đi tưởng đâu em dắt vô băng cướp. Sợ cướp xe ảnh. Thì lúc đó sợ chứ em. Dạ lúc đó là cũng tối khoảng 9-10 giờ rồi. Trời ơi. Trời ơi sợ rồi, nay hai đứa là mò trong đường đó đi để đi về thôi chứ không còn là còn đó đám cưới gì nữa. Là chỉ biết được về thôi. Đám cưới luôn. Dạ không. Lúc đó là em lại dắt vô là ngồi lộn đám cưới. Đúng rồi. Nhưng ngồi lộn đám cưới của ai cũng không biết nữa. Em kêu ảnh thôi đi ra, như đi lộn đám cưới rồi cái đám cưới người ta nhìn ta cười quá trời, cái hai đứa dắt xe đi ra. Rồi lại mò đường về nữa. Dạ thiệt luôn á, cái này vô phim được nè. Không mò đường. Nói nghe nè, rồi là lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em học lớp 10. Trời ơi lớp 10. Dạ. Căng sợ. Dạ. Vậy là bạn này hơn bạn này có 1 tuổi à? Dạ đúng rồi. Lớp 11. Bởi vì sợ hãi là đúng rồi. Cũng lần đầu tiên gặp bạn trai á, nên ảnh là mối tình đầu của em á, cho nên là nó nhiều cái cảm xúc nữa. Cô em là mối tình đầu của ảnh. Dạ. Em có phải là mối tình đầu của cổ phải mối tình đầu của em không? Dạ. Trước đó có yêu ai chưa? Dạ yêu thì chưa, nhưng mà cũng có để ý một cô học cùng trường. Cũng có quen cô đó, nhưng mà sau khi mà gặp được cô này thấy dễ thương, dễ mến, nói chuyện là dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Dạ ngon hơn. Dạ là từ đó quyết định là thương cô này theo cô này thôi. Lúc mà phát hiện hai đứa đi uống nước mía rồi phát hiện ảnh nhắn tin với bạn đó rồi em mới giận. Trong điện thoại ảnh luôn là bà xã Nguyên rồi vợ Hương. Em nhớ vậy. Em là bà xã còn kia là vợ. Dạ. Nó cũng đồng hôi thứ đó. Nó chỉ khác từ ngữ rồi. Bà xã với vợ là đồng hôi thứ luôn á. Rồi sao mà quyết định thì sao? Ai là em có ép ảnh là chọn một trong hai không? Dạ có. Đó em giận lắm, em không muốn gặp nữa. Nhưng mà lại cảm giác như là mình háo thắng á, rồi mình muốn Mình chọn đi. Muốn dạch ra bằng được đúng không? Dạ. Bằng chắc. Em thua được. Em dạch ra kế hoạch hẳn thôi. Em hẹn em hẹn đi gặp lần nữa. Là cả ba gặp nhau? Không, gặp có hai người thôi. Là hai người này gặp nhau. Dạ. Gặp lần nữa sao? Cũng đi uống nước mía ở công viên đó luôn. Sau rồi lúc về sắp tới nhà là tại vì em nói là gặp mặt lần cuối mà, cho nên là về tới nhà là chấm dứt. Xong rồi cái em mới dụ ảnh đi bộ, đi xe dắt bộ đi. Em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Rồi sao chưa chọn mà chiêu hung gái, cái đó là chơi chiêu hung gái bỏ chạy, để nhớ Nhung á, giống Nhung hoài luôn. Tôi cảm thấy rồi cũng giống như mình có lỗi vậy đó. À đúng rồi, từ cái hung đó em lại lúc đó em lại có cái quyết định là chọn bả, là chọn. Nhưng mà anh không biết là em chỉ là đang háo thắng thôi chứ cũng không có thích anh lắm. Đường đi nước bước, dạ sắp lượt đó. Vậy là hai đứa yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ quen nhau 5 năm. Rồi làm đám cưới. Dạ. Mà trước đó là hai đứa có sống thử không? Dạ không. Lúc mà quen ảnh, em khi mà quyết định mà thích ảnh rồi á, cho nên em quyết tâm là em học chung trường kinh tế với ảnh, nên em thi vô cái trường đó. Rồi hai đứa học chung khoảng 2 năm đó. Thì lúc đầu thì cũng có ở nhà mẹ, ở nhà mẹ ảnh, tại vì mướn nhà trọ thì nó kinh phí nó hơi nhiều, cho nên là có xin, gia đình có xin là tại thấy hai đứa cũng quen lâu rồi, cho nên là xin cho ở. Tức nghĩa là gia đình hai bên đã biết nhau. Dạ biết. Hai đứa quen nhau đúng không? Ở nhà ảnh nhưng mà em lại ngủ chung với em ruột của ảnh. Ở cũng vui lắm, tại vì mẹ ảnh thì cũng khó gài cái cửa, mà mỗi lần mà ảnh mà muốn có ý định gì mà mở cái két một cái là mẹ chạy vô liền. Có nghĩa là mẹ canh đó phải không? Mẹ canh giùm. Thật ra mẹ canh mà canh cho em đó. Ở nhà người ta đó là khi nó kêu két là nó khô dầu là phải bôi dầu vô liền cái két. Còn bên đây mẹ là đi lấy hóa chất hay gì làm cho dầu nó khô. Cái cửa nó kêu cái két. Đúng rồi, sợ ổng tối ngủ nghe cái két cái là mẹ chạy ra liền đúng không? Dạ. Coi nào mẹ phát hiện không? Dạ có ảnh mở cửa, lúc đó ảnh mở cửa qua ảnh tính hung em một cái. Sau đó dạ mẹ nghe cái két rồi mẹ chạy vô, mẹ chạy vô mẹ hỏi. Mới bắt trớn định hung là mẹ bắt gặp rồi. Dạ lúc đó em sợ quá, tại vì mẹ chạy vô là em sợ mẹ nghĩ xấu là em với ảnh là làm chuyện tầm bậy, nhưng mà thật ra không có, em đang ngủ kế bên thằng em mà. Em giả bộ nhắm mắt nhưng mà em nghe mẹ nói là con cái mà mẹ nói không nghe là mẹ đuổi đi hết á. Cái là em sợ quá em nằm im đó luôn. Mẹ chồng hết chị. Nhưng mẹ cũng giữ gìn để hai đứa học tới nơi tới chốn đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ tụi em đám cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm rồi chị. 5 năm. Dạ. Trời ơi. Giờ có em bé chưa? Dạ con được, em được bé 3 tuổi rồi. Vậy hả? Vậy hả? Mà sống chung vậy thì quen vậy thì chắc biết hết tật xấu của nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trước khi cưới là đã biết luôn rồi đó. Dạ. Vợ có lòi tật xấu không? Vợ em thì ghen là biết rồi đó. Dạ. Tật xấu thì vợ em nó nhiều lắm, nó bộc phát ra nhiều lắm, giờ cái thiết ghi thành sổ thành cuốn sách đó thôi. Em hãy kể những cái tật nào mà nó xấu đau xấu đớn nha. Dạ cái tật hay xấu nhất là bừa bộn, là không có nhà cửa thì không có dọn dẹp này kia ngăn nắp, mà chỉ có bày ra thôi. Khi mà em đi làm về, khi mà mở cửa ra em thấy nó có nhà, cái này không phải là cái nhà nữa mà này là cái chuồng hay cái gì. Dạ nhà cửa nó bày bộn tùm lum. Hai đứa ở riêng hả? Dạ hiện giờ hai đứa ở riêng. Ở riêng mới dám bày vậy chứ ở chung mẹ đâu dám bày. Có ở gần nhà mẹ không? Dạ mẹ ở xa không ở gần. Rồi tiếp tục tật xấu thứ hai. Dạ là ngủ, khi ngủ là có cái chăn, vợ một cái, chồng một cái, con một cái. Nhưng mà khi mà ngủ tới nửa đêm là lúc nào mình cũng co ro một giật. Tại vì vợ đã lấy luôn cái chăn của chồng mình. Dạ, chiếm hết rồi mà quấn, mà kiểu là quấn mình không có gỡ ra được luôn. Bà quấn giống như con kén vậy. Dạ đúng rồi, đúng như con kén vậy. Rồi, nấu ăn có ngon không nè? Dạ, cái phần nấu ăn thì em là xin đầu hàng. Tại vì nấu ăn rất là dở, gọi là dở. Nhưng mà bù lại là có phụ là mỗi lần nấu ăn xong rồi rửa ráy dọn dẹp đồ sạch sẽ không? Dạ còn nói phần rửa ráy thì nó là một tật xấu nữa. Ăn xong thì rồi để đó rồi em phải tự đi dọn đi đầy cái nọ là dọn hết. Làm hết. Dạ làm hết. Cha sao trăm điều xấu vậy? Ủa như vậy là cũng không nấu ăn được mà cũng không rửa chén luôn. Dạ không rửa chén, bừa bộn. Tối ngủ thì giật mình của chồng. Trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Nói luôn đi em. Dạ lúc trước thì giặt đồ mình giặt bằng tay 2 ngày 3 ngày giặt một lần, nay là có máy giặt rồi thì khoảng 10 bữa nửa tháng mình giặt một lần. Bây giờ xếp vô luôn cái lần không giặt đồ. Nhưng mà xếp đồ là ai xếp? Dạ xếp đầu thì vợ em đó, vợ em xếp. Bù đợt vớt lại được miếng. Rồi nè, có giống như những người trẻ tuổi thời đại không? Hãy cầm điện thoại hay mới coi phim mới trai đẹp coi. Dạ cái đó là xem điện thoại là hàng đầu. Lúc nào cũng cầm điện thoại lướt, em không biết là lướt cái gì, xem cái gì trên mạng thế giới em thì cũng không biết. Có mê trai đẹp không? Dạ có. Coi ai? Coi Quốc Thuận hay coi ai? Dạ Li Minh Hô. Ôi Li Minh Hô là như cả nước rồi cả thế giới mê. Em còn mê nữa mà. Bin còn mê đó. Dạ. Bin mê mà thấy Bin muốn bóng luôn á. Rồi bây giờ sao nè, có dễ sai dễ bảo không? Dạ, vợ em có tính nóng lắm, với lại ngang như cua vậy. Nói là mình nói thì nói nhưng mà không có nghe. Có nghĩa là cứng đầu. Dạ đúng rồi. Ngàn lẽ một điều xấu rồi thôi đừng hỏi nữa. Đừng có hỏi nó tội nhỏ. Sao nhiều quá vậy? Tội nó phanh phui ra mà hồi tội dữ lắm. Nhưng khoan xin hỏi cái nữa nha. Cái này nè, có hay quên không? Hay là nhớ rất dữ? Dạ nhớ rất là dữ. Cái gì giận là khua nó hoài, nói hoài nó mãi, cứ nói là làm nhảm đó. Lại thêm một cái tật nữa. Thôi đừng nói nữa. Rồi ngưng đi. Bây giờ sẵn vậy nói mong muốn thay đổi điều gì nè? Dạ em chỉ muốn vợ em thay đổi là biết quan tâm về chuyện nhà cửa, gọn gàng sạch sẽ, chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ tới ổng nè, có tật xấu gì không em? Nãy giờ ổng tấn công em quá trời đó. Dạ để em nhớ cái tật xấu của anh ít lắm. Ảnh cũng mê điện thoại, ảnh chơi game, ảnh là nghiện game luôn. Nghiện game chứ không nghiện gái đúng không? Dạ không, nghiện game thôi, không có gái gú ha, cà phê gì nữa. Nói chung là về với em là cái đó triệt hết rồi. Có nhậu nhạc không? Dạ không. Ồ, không nhậu nhạc, không gái gú, không thuốc luôn. Quá hay. Chỉ mê game thôi. Dạ. Phải dính cái em ơi, đàn ông phải dính cái em ơi. Còn gì nữa nè, chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ ảnh chăm luôn. Rồi chết rồi, ông chồng trăm điểm rồi. Rồi sao nè, có dơ không? Ở sạch lắm, tắm thật là lâu vậy á. Đi ngủ mà còn phải xịt dầu thơm rồi lăn hết rồi mới đi ngủ. Thơm tho lên giường. Cái đó đâu có xấu đâu. Ở đó tật tốt mà. Rồi sao? Có ai cằn nhằn cưỡi nhữ về mấy tật xấu của em không? Ảnh đúng là ảnh hay làm chuyện nhà, ảnh dọn dẹp thiệt nhưng mà ảnh hay lầu nhầu. Vừa làm vừa nói em nhức đầu. Còn việc mà bày bộn nhà là tại vì có con nhỏ rồi nó bày ra rồi em đi bán về em mệt em cũng làm biếng. Thì vừa dọn chồng vừa dọn vừa dạ vừa dọn vừa lằng nhằng như là không dọn nhà để đó rồi dơ rồi này kia cứ lằng nhằng vậy đó. Dạ tật em thì ai mà lằng nhằng em để cho làm luôn em không có làm. Mà cứng đầu mà nhỏ này cứng đầu hiểu không? Chứ không phải là tại vì em lười biếng nữa, tại vì ảnh quá chiều vợ đi cho nên là vợ nó hư. Là lỗi tại không anh dành làm hết chứ đâu phải là em không làm đâu. Tại em ai biểu dành. Dạ tại lúc đầu thì thấy vợ làm sợ vợ cực nên cái gì cũng để cứ thấy vợ làm thì cũng có để chồng làm cho chồng phụ cho đó vậy. Vợ từ thuở bơ dơ mới về không vậy ráng chịu đó. Rồi giờ mong ước sửa chữa cái gì nè? Dạ ảnh bớt càm nhàm em đi, làm việc nhà nhiều lên rồi đừng nói gì em nữa hết. Là được làm nhưng mà đừng có cằn nhằn. Dạ làm đúng không? Và kinh tế nhà là đứa nào kiếm? Hiện giờ thì hai vợ chồng cũng kinh tế cũng ổn. Thứ nhất em là làm ở ngoài thì tiền chủ yếu là về là nói chung là trang trải hết trong chuyện gia đình. Dạ vợ em thì cũng buôn bán nhỏ nhưng mà cũng có số vốn để tích góp. Nói chung là hai vợ chồng tích góp nha. Vậy là hai vợ chồng là đồng thanh đồng thủ đó. Đúng rồi, hợp đó. Nhìn hai cái lỗ mũi này là không cửa nào nghèo được luôn. Không bao giờ mà lấy được tiền của nó đâu. Đó tiền mà nó có nhiều vô là cất trong kết hết luôn rồi đó. Không ra được. Đó. Thôi hai chồng quá đáng yêu rồi, dễ thương rồi. Thanh mai trúc mã mà. Rồi chúc cho em luôn luôn hạnh phúc và vui tươi như thế này nha. Rồi, cảm ơn.